hai cây nu bồ công nha bạn, hai cây này uống tứ diện, nu lục cục luôn. Này mình đăng bán lại nè, bữa bán 4 cây thì mình đăng lại bán hai cây này, hai cây này nó xứng một cây, một cây, hai cây nha các bạn. Cái này cũng bao trong vòng 200 km trở lại thôi nha. Mấy cái tàn rồi em thấy không, tôi cầm rồi. Cái tàn này làm cũng phải 15 năm chứ ít. Mấy năm á. Còn như cái gốc này khoảng hoành 50. 10 năm mấy á. Chuyền lên tới ngọn nào em thấy tay tàn thấy khiếp không? Lâu lắm mới được mấy cây này nha, chứ không phải ngày bữa đâu. Cây này tính luôn cái chậu chắc khoảng 1m7 quá, luôn cái chậu chắc khoảng 1m7 nha các bạn. Bự lắm nha bạn. Để cầm điện thoại giùm cái anh trời. Cái này để mình vô mình đứng cho thấy cái đầu lớn, tại nhiều khi lên video thì nó nhỏ một chút. Là mình đứng cho thấy cái đầu lớn của nó thôi nha các bạn. Này bỏ cái chậu dưới. Này nếu mà để chậu xuống đất nó cao cỡ tôi chắc khoảng 1m7 với 1m72. Ngang nó bự lắm nha. Bự. Cái này tương đối bự luôn. Nó vừa thẳng tay luôn, nhưng mà nó có cái đôm dưới nha các bạn. Nu bồ công. Mấy cái này từ hồi đời xưa rồi. Cái này cũng 2-3 thế hệ, 2 thế hệ rồi. Từ đời cha truyền tới đời con mới bán được cái cây này. Cây mai chứng thị nó lâu lắm, tay cành làm cũng khá là lâu. 2 thế hệ rồi mới được cái cây này nha. Mấy chục năm. Nu công nha các bạn.